Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn đi thay cụm cáp sạc iPhone 4, iPhone 4S. Như trên tay mình nha các bạn, có con máy iPhone 4 ha. Mà mình cắm sạc vô á, nó không báo gì nha các bạn. Nguồn nó vẫn còn lên nha các bạn, nhưng mà nó không báo sạc ha. Thì những trường hợp này á, là nó bị sạc không được là do nó dơ hoặc là nó hư cái chống sạc nè các bạn, đuôi sạc nè. Thì khi nào mà các bạn phải thay cụm cáp sạc đuôi sạc iPhone 4 4S. Thứ nhất, mình nói một cái khi mà các bạn sạc không được. Cái trường hợp thứ hai là sạc chập chờn lúc được lúc không. Có nghĩa là các bạn cắm vô á, nó báo đang sạc đây, tự nhiên nó ngắt kết nối nha các bạn. Nhiều khi các bạn cần lắc qua lắc lại á. Như vậy á, sạc lúc được lúc không này á, có nghĩa là nó bị chập chờn. Thì những trường hợp này á, là cái đuôi sạc của mình đó các bạn, nó nhiều khả năng là nó dơ nha các bạn, nó dơ hoặc nó bị vô nước ra tan gì á bên trong này nè. Nên cách tốt nhất là các bạn có thay đuôi sạc mới cho mình nha. Còn kế tiếp nữa, cái trường hợp mà khi mà các bạn thấy cụm đuôi sạc cáp sạc này nè, là trường hợp bị hư micro nha các bạn. Khi mà mình nói á, bên kia người ta không có nghe gì hết. Tại vì đây là cái dây sạc mà các bạn mua nha, nguyên cái cụm của nó luôn. Ở trên đây nè các bạn, đây là socket nè. Này nó nối liền với mainboard nha các bạn. Còn ở đây á, là đuôi sạc. Cái này gọi là đuôi sạc hoặc chân sạc nha các bạn. Đuôi sạc 30 chân. Cái cụm cáp sạc này á, nó có một cái con micro nha các bạn. Micro để mình nói vô người ta bên kia người ta nghe. Như vậy chỉ cần một trong ba trường hợp này, sạc không được nè, hoặc là sạc chập chờn lúc được lúc không, hoặc là hơi micro, thì các bạn nên thay cho mình cái cáp sạc này nha các bạn. Thì đó, các bạn ra cái cửa hàng bán linh kiện điện thoại di động á, chỗ nào nó, hoặc là các bạn chơi trên mạng á, coi chỗ nào nó bán cái này thì các bạn mua về các bạn thay ha. Thì sau đây mình sẽ tiến hành thay cái cụm cáp sạc này cho con iPhone 4 này nha. Tại vì nó sạc không vô, nó không báo gì hết á. Rồi trước nhất các bạn tắt nguồn đi cho mình. Các bạn lấy bức hình sao á, các bạn mở hai ốc đuôi ra nha, để mở cái máy ra. Rồi, tiếp theo đây á, các bạn tháo cái nắp pin ra nha. Các bạn để an toàn, các bạn có thể tháo cái socket pin ra trước. Rồi tiếp theo đây mình sẽ lấy tua bít, mình tháo cái siêu mà giữ cái miếng chặn socket đuôi sạc. Các bạn tháo hai ốc ra nha. Rồi mình tháo cái miếng chặn ra nha các bạn. Rồi mình tắt cái phần kết nối giữa socket với cái mainboard ra.
mình tháo hàng ốc bên nền, nó giữ cái anten nha các bạn. Ở đây các bạn tiến hành tháo cục pin ra cho mình. Ở đây là cái dây anten nha các bạn, các bạn tháo ra luôn nha. Rồi các bạn tách cái phần anten ra. Đây là cái dây anten nha các bạn. Còn đây là cái anten nè. Ở đây á có một cái loa luôn nha các bạn. Rồi, kế tiếp các bạn nhìn thấy hai ốc sắt đuôi luôn các bạn. Ở dưới đây có hai ốc gài á, các bạn tháo ra luôn nha. Nó sẽ giữ cái đuôi sạc cố định vào cái sườn máy nha. Mình tháo hai ốc đây nè. Hai ốc hai bên nha các bạn. Rồi, cái này là cái micro của nó nha các bạn. Cái núm cao su á, nó gài thì các bạn đẩy lên. Tôi tắt cái micro ra. Là cái núm nè. Tách ra cho mình. Rồi đây là hang ốc nha bạn, chỉ hang ốc thôi. Bạn tháo hang ốc cái này ra, hai bên luôn. Tiếp theo đây mình sẽ tháo cái phần socket nha các bạn. Đây là cái socket gài ha, nó nối cái nút home á với cái nguyên cụm cáp nha các bạn, cáp đuôi sạc. Cái này nút home thì đây nè các bạn, socket gài các bạn đẩy lên nha, lấy cái mũi nhíp á các bạn đẩy lên. Sau khi các bạn đẩy lên á, các bạn lấy mũi nhíp luôn, các bạn tách ra, đẩy cái phần cáp này nè, cho nó tách ra khỏi cái socket này nha các bạn. À, nó tách ra rồi. Đây là phần cáp home ha. Mình phải tháo cái socket này ra trước nha các bạn. Không thôi các bạn dở cái cáp này lên á, mà các bạn không tháo cái socket ra, nó sẽ bị đứt cái cáp nút home nha các bạn, là hư cáp home ha. Rồi sau khi các bạn kiểm tra lại ốc, các bạn đã tháo rồi ha, hai ốc đuôi nè, cái cáp socket nè các bạn, các bạn tháo ra hết rồi. Các bạn lấy cho mình một cái cây nhựa ha. Rồi các bạn đẩy lên. Đẩy cái đuôi sạc các bạn. Đẩy tới là nó bung ra ngoài nè. Ôi mình tháo nó được rồi nha các bạn. Cái này các bạn thao tác rất dễ nha, ai cũng làm được á. Các bạn có thể ở nhà các bạn tự thay cũng được.
Như vậy đối với máy iPhone á hoặc là iPad, khi mà bị hư cái đuôi sạc này á, các bạn thay nguyên cụm dây luôn nha, chứ các bạn không thể mà nó không có bán cái đuôi sạc rồi để mà các bạn thay vô, thì mình mua nguyên luôn cái cụm dây cáp sạc này mình thay. Rồi đối với những cái dây cáp sạc cũ á, cái phần này phần núm micro nha các bạn, núm cao su á, nó cao su nó dài nó dữ, thì các bạn bẻ này, bẻ thẳng mà các bạn tách ra. Đây là cái micro của nó nha các bạn. Còn đây là cái núm cao su ha, nó gài vô để cho cái micro này nó không bị xê dịch nha. Mình sẽ lấy lại cái cục cao su này. Tiếp theo thì mình lấy cái sợi cáp mà mình cần thay nha các bạn. Rồi các bạn xoay cho mình nè. Đây là cái micro của nó. Và lấy cái núm cao su nè các bạn. Hôm nay mình vừa tháo của cái sợi cáp cũ á, mình gắn lại nha. Nhét lại vô, nó có cái rẽ rãnh cái khe chỗ này nè. Mình chỉ cần nhét đẩy vô thôi. Cho nó vừa mấy cái micro được nha các bạn. Nói chung là các bạn, cái này các bạn làm cẩn thận nha. Tại vì cái cáp micro này nó dễ bị đứt lắm. Các bạn cứ lắc qua lắc lại là nó đứt nha các bạn, nên các bạn giữ kỹ cho mình. Này trường hợp mà các bạn không ấy thì các bạn bóp cũng được. Bóp cho cái núm cao su này nó lòi ra. Nó bẹt ra mà các bạn nhét vô. Rất dễ nha. Rồi rồi được nha các bạn. Rồi sau khi mà các bạn gắn cái núm cao su vô lại cái micro rồi á, các bạn nhớ xoay nha mày, bẻ cho cái micro nó cong cong một tí, tí mình nhét vô ha. Rồi như vậy được rồi nha các bạn. Một lưu ý nữa là trước khi các bạn mà gắn vô á, là các bạn phải đo thử coi cái cáp này còn tốt hay không ha. Ở đây nè, mình lấy cáp á các bạn, cắm cái cục sạc vô, bạn cắm vô cáp 30 chân, rồi các bạn cắm kết nối như vậy. Các bạn phải đo cái điện áp nó có trên cái socket cáp sạc này nha các bạn. Ở đây mình dùng đồng hồ kim nha các bạn. Tùy theo thuộc các bạn, nhà có đồng hồ số cũng được hoặc đồng hồ kim. Các bạn chuyển cái thang đo nhân 10 cho mình nha. Rồi mình sẽ đo điện áp khi mà mình cắm cái cáp sạc vô, coi nó đo ra bao nhiêu vô nha các bạn. Cái que âm á, nè các bạn chấm vô phần âm nè. Còn que dương á, chấm phía trên, các bạn rạ đều coi, coi kim nó nhích đâu nha các bạn. Kim nó lên á là ok. Các bạn thấy không, nó lên nè, lên kim. Như vậy chứng tỏ là có điện áp khoảng 5V DC nha các bạn. Đây, mình sẽ rà lại. Là nó lên 5V DC nha các bạn. Rồi chứng tỏ là cái đường sạc này ok, tốt. Như vậy là xong ha.
cái cáp micro mình đã gắn vô cái nút cao su rồi. Còn mình đo cái điện áp nó ra của cái socket này á có điện áp 5V rồi, thì mình cái việc còn lại là các bạn chỉ cần gắn vô thôi. Trước tiên các bạn cứ đặt lại nha, bẻ cho cái đầu này nó cong cong một tí nha các bạn, rồi bạn nhét vô. Các bạn lưu ý nè, đặt cho hai cái lỗ này á, trùng với cái lỗ bên trên cái sườn máy nha các bạn, để bên bắt ốc vô. Ở đây có hai cái lỗ ha. Rồi lưu ý các bạn luôn là cái núm cao su này á, nó có cái lỗ, các bạn nhét vô cái lỗ này nè. Ở trên đây có phần nhựa, các bạn nhét cái chấu của núm cao su này vô để cho cố định cái micro trước nha. Mình đã gài vô cái núm này vô nha. Mình gài đúng vị trí nha, đúng vị trí bắt ốc rồi mình bắt hai ốc này vô. Đây nè. Vị trí hai ốc mình bắt vô rồi nha các bạn. Các bạn giữ cho cố định, gắn cái núm cao su này cho nó sát vào nha, núm cao su của micro. Rồi tiếp theo đây á, mình sẽ gắn lại cái socket của nút home. Cái ngàm hồi nãy á là các bạn bật lại nha, bật cho lên thẳng đứng lại lên, bật qua về phía ngược chiều lại, rồi bạn gắn cái socket này vô nè. Đây là cáp nút home nha, coi đây, đẩy vô cái khe thôi, nhét nhẹ vô khe rồi các bạn đẩy lên để cho nó sát vào. Ép nó sát xuống nha, nhấn nó xuống, các bạn thấy không, nó thẳng này nè, thẳng dây nè. Rồi lúc này mình chỉ cần đẩy cái socket lại là ok. Được rồi nha các bạn. Đây nè, socket mình, socket home mình đã gắn lại rồi. Rồi tiếp theo mình chỉ cần gắn dây anten là thôi. Rất dễ nha các bạn. Rồi bắt hai con ốc, vị trí hai con ốc nè. Nhấn cái bo xuống nha các bạn. Rồi như vậy là ok nha các bạn. Mình gắn lại cái socket này. Nối với bo ha. Rồi cuối cùng là mình chỉ cần gắn cục pin vô là xong. Ốc, tất cả các ốc xích lại nha các bạn. Nếu mình test trước rồi tí nữa mình gắn lại cái siêu đậy của cái cáp pin, cáp sốc, cáp sạc ha. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành mình cắm dây sạc vô nha các bạn. Rồi nó lên nguồn các bạn thấy không? Như vậy là ok. Cái này làm rất đơn giản nha, ai cũng có thể làm được. Đây là cái trường hợp, những cái trường hợp mà các bạn nên thay cái cục dây đuôi sạc nha các bạn. Khi mà các bạn sạc không được nè, nhất là sạc không được á, nó
cái mấy đuôi sạc này nó bị oxy hóa, ra tan, bị rỉ sét gì đó. Các bạn cắm vô nó không báo gì luôn á, là các bạn khi mà các bạn thay cáp sạc mới rồi, hoặc là cái củ sạc mới, nó không phải do bị lỗi củ sạc hoặc cáp sạc, mà khi mà các bạn cắm vô đây á là nó không có báo gì hết. Đây mình sẽ tiến hành mình cắm thử nha các bạn. À, nó báo nè các bạn. Nó đang sạc nha. Sau khi các bạn thay cái cụm cáp sạc này vô, các bạn phải test thứ nhất là sạc là đường sạc là ok nha. Cái vấn đề thứ hai á là cái nút home này nó phải hoạt động tốt. Đảm bảo các bạn gắn socket lại nó không bị đứt nha các bạn. Thì cái dây cáp nứt mỏng manh, các bạn nhiều các bạn mà thao tác không ổn là nó bị đứt cáp, là mất công phải thay mua cái nút home khác thay nha. Là nút home nè. Bấm cái dây nha các bạn. Rồi, các bạn test đường sạc thứ nhất. Thứ hai các bạn test nút home. Cái thứ ba là các bạn test micro nè các bạn. Nếu mà test micro thì các bạn cứ vô phần ghi âm nha. Ở đây mình vô ghi âm. Rồi mình ghi âm. Alo. Rồi mình lưu phần ghi âm này mà mình thử cái micro coi nó hoạt động tốt không các bạn. Alo. Rồi, như vậy là 3 bước các bạn đã kiểm tra thành công cái cụm cáp sạc mới, các bạn thay vừa thay đôi vô nha. Rồi vấn đề còn lại là các bạn chỉ cần siết ốc vô, gắn mấy cái siêu nè, siết ốc rồi gắn cái dây anten vô. Rồi ráp máy là xong nha các bạn. Rồi, và là video này á mình đã hướng dẫn các bạn cái cách để mà các bạn thay cái cụm cáp sạc của iPhone 4, iPhone 4S nha các bạn. Mấy cái cụm cáp sạc này á, các bạn có thể ra cửa hàng điện thoại mua và thay nha, trong trường hợp mà những các bạn cắm vô nó không báo sạc, hoặc là nó sạc chập chờn lúc được lúc không, hoặc là cái chỗ mà micro của mình á nó hoạt động nó hư, là các bạn có thể mua cái cáp sạc này, các bạn có thể thay tại nhà cũng được. Rồi, video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn ý kiến thắc mắc gì các bạn cứ để comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.